vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bút chè ngậm sương sớm, ướt đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền Sơn Cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền Sơn Cước truyền đời đến thế hệ sau. Đến với vùng văn hóa sông Hồng tại Yên Bái, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh, với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Khuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, cây quế đã gắn bó thủy chung với người Dao từ trong tâm tưởng ký ức đến đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ của hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến tràn hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.